Vâng, xin chào anh em là Sốp Hoàng Phương. Nay thì em lên cho một video, chắc là anh em xem video của em cũng rất là nhiều, chắc anh em cũng hơi bất ngờ. Và cũng là video đầu tiên em lên video toàn thể các anh chị em. Và đây là video em lên cận cận mặt mọi người nhá. Đây thì để cho em lên video mặt thì vì sao là chẳng qua là anh em cứ bảo là thằng này cứ ngồi review nói vậy là có uy tín không. Thì em lên video cho mọi người là kho hàng của em với một nô hàng EK em mới về mọi người nhá. Mọi người có thể nhìn đằng sau này, đằng sau của em. Đây là một nô ống nhòm rất là. Số lượng của em thì bên em là chưa nhận xỉ lẻ cho anh em. Anh em yên tâm cho em. Ống nhòm em rất là nhiều, đa dạng tất cả mẫu mã mọi người nhá. Từ hãng là Bezum mọi người này. Bezum thì đầy đủ tất cả 8x này, 10x42 này. Đầy đủ mọi người nhá. Em lên video này và em sẽ giới thiệu sale cho anh em. Và cũng là tri ân cho anh em mà video hơi bất ngờ tí, em lên video toàn thể video cảnh mặt mọi người. Để em sẽ tạo sự uy tín cho anh em, chứ không phải thằng này anh em cứ bảo là thằng này có uy tín không thì em video cho anh em cận cảnh luôn, để anh em yên tâm cho em. Đầu tiên thì mọi người cũng biết là thị trường ong bây giờ thì cũng là cuối vụ mọi người, nên là bây giờ nó sẽ hơi chậm một chút, nhưng mà em cũng để cho anh em cái giá tốt. Anh em mà nên chọn, bây giờ anh em nên chọn về thời điểm này để mua một con ống nhòm anh em săn ong, để xem mùa tới thì em chắc chắn là giá nhập sẽ nó sẽ tăng lên. Anh em nên chọn bây giờ mọi người nhá. Đầu tiên thì em lên cho mọi người này. Đây là tất cả đằng sau em là kho hàng, đây là tất cả các mẫu này, mẫu EK mọi người này. EK 142 phiên bản cutter mọi người nhá. Em sẽ mở hộp cho mọi người xem qua luôn. Và đây sẽ lên từng mẫu cho anh em để giá sale cho anh em. Em sẽ công bố giá luôn cho mọi người nhá. Giá luôn cho mọi người này. Đầu tiên thì mở hộp ra này. Hộp nó rất là phụ kiện rất là chắc chắn mọi người nhá. Phụ kiện hộp rất là cao cấp mọi người, check kỹ cho em mọi người nhá. Phụ kiện hộp này, gồm khăn lau bản to mọi người nhá. Và khăn lau này, dây đeo bản to cao cấp này, và quyển sổ hướng dẫn này. Đây, bỏ bọc rất là chắc chắn mọi người nhá, bỏ bọc bằng vải này, thêm một dây đeo mọi người nhá. Và cái ống nhòm này thì ống nhòm này cũng là hệ là giá tầm trung, rất là cao cấp mọi người nhá. Đây mọi người này, khi mọi người sử dụng mọi người chỉ cần mở mắt đậy cho em này, mở mắt đậy mọi người nhá, mắt đậy này, mở mắt đậy này, và chỉ cần mở cái mắt đậy, bốn mắt đậy của em ra, và anh em con này rất là dễ dùng. Anh em cứ bảo là có khó dùng không, em chỉ cần mở ra đây mọi người nhá, mở ra cho em này, mở mắt đợi này, anh em chỉ cần đợi đệm mắt này. Đấy, đệm mắt rất là sử dụng mọi người nhá. Khi mọi người đệm mắt mọi người này, anh em nó sẽ có một cái nút xoay mọi người nhá, nút xoay chỉnh nét này, chỉnh nét mọi người nhá. Coi là con mới 42 phiên bản kính hồng cao cấp này, nó sẽ gồm đầy đủ mã cốt, mã vạch mọi người nhá. Anh em nên chọn bên em thì bên em là phân phối ống nhòm chính hãng rồi, em chưa nhận xỉ lẻ cho anh em. Anh em mua từ 2-3 con, 4-5 con nó sẽ khác hoàn toàn với mức giá anh em mua một con mọi người nhá. Mọi người nhá, mua một con sẽ khác hẳn luôn. Đây mọi người này, con này em để giá cho anh em là em về được tầm khoảng vài trăm chiếc. Đây mọi người nhìn sau cho em này, toàn là EK hết mọi người nhá. Em để em với mức giá con này là giá sale rồi nhá, giá sale cho anh em với tổng 5 khách đầu tiên thôi. Em để cho anh em mức giá là như một bên khác, mấy bên khác thì nó sẽ bán giá thanh lý mọi người. Chắc chắn là em cũng không công nhận nó là hàng chất lượng hay là chính hãng không, thì riêng hàng bên em, em đi chính ngạch nên là em sẽ bao chính hàng 100% mọi người nhá. Em để cho em mức giá là 2,7 triệu là bao ship mọi người nhá, bảo hành 2 năm mọi người nhá. Em sẽ để hộp qua một bên, và đây là đầu tiên là EK mọi người nhá, và em chỉ còn một con EK này, EK 150 Ultra mọi người này. Con này thì em để cho anh em mức giá là 1,350 triệu đi, 1,350 triệu còn một con em nhìn thanh lý cho anh em. Đây mọi người, nó sẽ gồm đầy đủ tất cả các phụ kiện mọi người nhá, một con cuối cùng thôi. Em cho anh mức giá là 1,350 triệu. Con này là phù hợp săn ong anh em đi du lịch mọi người nhá, phù hợp cả săn ong du lịch. Đây mọi người, con này thiết kế là to mọi người, phủ xanh mọi người nhá, phủ xanh mọi người này. Đấy, phủ xanh này. Em còn một con cuối cùng anh em nhá, để cho anh mức giá là 1,350,000 bao ship cho nó nhanh gọn lẹ mọi người ạ. Và tiếp theo đây là mẫu hot hit bên em, độ phóng đại cao là mẫu 1250 mọi người nhá. Sẽ mở hộp cho mọi người xem qua luôn. Chúng mình hộp phụ kiện đi kèm theo, nó sẽ gồm khăn lau dây đeo đầy đủ mọi người nhá. Dây, khăn lau cao cấp này, dây đeo mọi người nhá, dây đeo bảng to ấy đầy đủ hết mọi người nhá. Bọc cái này chắc chắn luôn. Con này, này. Em sẽ so sánh cho anh em xem luôn. Đây là con 1250 phủ này. Ui, đây phủ nhá. Con này với con 142 sẽ khác hẳn một trời một vực mọi người ạ. Đây.
hai con thì nó chênh lệch nhau giá tầm 1 triệu mọi người ạ. Con này chỉ có 2,7 triệu mọi người này, con EK này mọi người này. Và đây là con 1250. Anh em nào muốn một cái ống nhòm và độ phóng đại cao và zoom xa hơn, rộng hơn thì anh em nên chọn con 1250 này. Kính hồng phủ hồng mọi người nhá. Nó sẽ chỉ nó không xem nhau nhiều mọi người, nó chỉ con 1250 sẽ to một xíu thôi. Và nó tầm khoảng 7 nạ, con này tầm khoảng 5 nạ, 6 nạ mọi người này. Nó rất là nhẹ mọi người, không nặng mọi người. Anh em con này anh nhìn. Để em test cho anh em xem, người có bảo là con này to quá hay bị rung quá mọi người nhá. Khi anh em sử dụng, anh em sẽ cầm chắc ống nhòm cho em. Để anh em để mắt cho em, để mắt đây này mọi người. Anh em cầm chắc nó sẽ không bị rung mọi người, không sẽ không bao giờ bị rung đâu. Cầm chắc cho em. Và anh em chỉnh vòng nét cho em mọi người nhá. Đấy mọi người, chỉnh vòng nét cho em là được. Ok mọi người nhá. Con này em để cho em mức giá là thực chất là con này đầu năm nơi tầm khoảng 4,7 triệu, 4,6 triệu. Nó tùy từng hôm thôi. Và em để cho anh em 3 khách đầu tiên duy nhất, 3 khách đầu tiên. Để em mức giá là 3,8 triệu đồng. Để sẽ là bao ship cho anh em. Chỉ 3 khách mọi người nhá. 3,8 triệu đồng. Đặt ngay cho em thôi. Quá là cao cấp luôn. Và tiếp theo, đây là một hãng mới về bên em. Là hãng Bezoom mọi người nhá. Bezoom này thì hãng rất là ok. Em để cho anh em mức giá là em xem một hộp cho mình xem trước rồi nhá. Là còn anh em cũng biết là hãng EK sẽ là có một mã HD Rope hát kính xanh mọi người nhỉ. Con đây giá tầm khoảng 1,6-1,7 triệu thì chắc là tới em sẽ bỏ cái mẫu đấy, tại vì là chất lượng nó không được đảm bảo. Chất lượng thì nó cũng được nhưng mà em cũng được nhưng mà nên sẽ không, em nghĩ là sẽ chỉ bằng con này thôi và giá này hơi cao nên em sẽ để, em sẽ không bán mẫu này nữa và em sẽ chuyển sang mẫu này mọi người nhé. Em chuyển sang mẫu này mọi người này, chuyển sang mẫu này cho anh em. Em sẽ bóc hộp cho mọi người xem hai con luôn, bóc hộp cho mọi người xem, review cho anh em luôn mọi người nhé. Mọi người hai mẫu cho anh em đây, đây hai mẫu Bezoom kính xanh đẹp, rất đẹp mọi người nhé. Phủ kính xanh này, phủ xanh rất là chắc chắn mọi người nhé, sử dụng rất ok. Con này thì nó chất lượng sẽ ngang con HD Dream EK mọi người nhé. Em bao cho anh em luôn. Anh em hàng bên em sẽ được kiểm tra mọi người, kiểm tra test hàng ưng hàng thoải mái mọi người, sẽ được kiểm tra thoải mái cho em để mà em nhận hàng mọi người. Con này thì có cả bản 8x và 10x42. Em để cho em mức giá là giá sale là 1 triệu đồng đi cho anh em, để anh em mức giá 1 triệu cho anh mình giao lưu đi. Ok mọi người nhá, 1 triệu đồng hai con, mỗi con 1 triệu, hai con 2 triệu, rất là giá ưu đãi mọi người nhá. Thực chất nó ngang chất lượng con HD EK và giá nó rẻ hơn rất là nhiều, rẻ hơn được 500.000-600.000 anh em nhá, rất là rẻ mọi người. Thì tiếp theo này em lên cho một video về một con ống nhòm này. Con này là con phiên bản là ED mọi người nhá, ED kính. Con này là phiên bản 42. Đây con ED mọi người nhá, con này là ED phủ kính xanh ngọc hồng mọi người. Con này ED thì nó là em đang, tại vì nô này về nó cũng đẹp, chất lượng sẽ gần, mà chất lượng em chắc chắn là nó sẽ gần ngang với con EK này, gần ngang rồi nhá, cái phù hồng này, gần ngang rồi nhá. Con này thì giá để giá sale cho anh em, em còn 5-6 con nữa thì em thanh lý xả cho anh em thôi, chứ em bán con này được tầm gần 100 con rồi mọi người. Con em để cho anh mức giá là 1,1 triệu mọi người nhá, 1,1 triệu bao ship uy tín luôn, 1,1 triệu bao ship cho anh em, giá rất là hời mọi người nhá. Mọi người có thể nhìn được sau thôi này. Đây này, toàn bộ EK bên em một kho như kia tổng kho anh em ạ. Toàn EK EK mọi người nhá. Và anh em nào có giải pháp thắc mắc gì, anh em cứ alo trực tiếp cho em theo số hotline, số em là 0968899302. Em ở ngay tư sở thanh xuân Hà Nội mọi người nhá. Anh em nào muốn tư vấn gì, bình luận gì, anh em cứ bình luận ở cuối video cho em mọi người nhá. Em cảm ơn chào mọi người.